Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Mạng xã hội lại phẫn nộ khi thấy lại thêm một người cố gắng trả lại chiếc ghế sofa 15 tuổi ở chợ Costco. Điều mà người khách hàng này đã làm khi cửa hàng đã không chấp nhận ghế sofa thật là đáng hổ thẹn. Một thành viên Costco đã chia sẻ sự kinh hoàng của họ trước hành động của một khách hàng khác sau khi họ bị từ chối hoàn tiền cho chiếc ghế sofa của mình. Người mua hàng thấy họ cố gắng trả lại đồ đạc sau 15 năm sử dụng. Có thể người này đã thấy bài báo nói về một người cũng đã làm một việc tương tự ở Costco khác và được hoàn tiền nên bắt chước hay chăng? Một thành viên Costco trên cộng đồng Reddit đã chia sẻ sự phẫn nộ của họ sau khi chứng kiến hành vi của một khách hàng khác trong một chuyến đi mua sắm. Trong một bài đăng, người cuồng Costco cho biết họ đã nhìn thấy ai đó đang cố gắng trả lại chiếc ghế sofa 15 tuổi của họ tại bàn trả hàng. Dù không giải thích lý do, nhưng họ cho biết việc hoàn tiền đã bị từ chối. Tuy nhiên, những gì khách hàng này đã làm để đáp lại gây sốc cho cộng đồng mạng. Thay vì họ mang về nhà hay là mang đi vứt, thì họ đã để lại ghế sofa cho Costco phải tự giải quyết, một việc làm rất bất lịch sự và không có văn hóa. Người đăng bài đã đính kèm những bức ảnh chụp chiếc ghế sofa bị vứt ở bên ngoài cửa hàng mà họ cho biết họ tìm thấy trên một nhóm Facebook địa phương. Họ nói, tôi nghĩ nó đáng được chia sẻ ở đây. Những người hâm mộ Costco khác đã viết những bình luận giận dữ, bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ vứt ghế sofa này. Một người khác thì nói, mọi người thực sự nghĩ rằng việc trả phí thành viên sẽ cho phép họ có được hầu hết mọi thứ. Một người khác yêu cầu, tôi hy vọng Costco sẽ hủy tư cách thành viên vì đã bỏ rác của họ tại cửa hàng Costco như vậy. Ai có đầu óc tỉnh táo lại nghĩ việc trả lại đồ nội thất 15 năm tuổi là có thể chấp nhận được chăng? Không ai cả, người này có lẽ bị điên. Người thứ tư thì biết, điều này thật đáng khinh. Tôi biết chính sách hoàn trả của Costco gần như là họ sẽ lấy bất cứ thứ gì, nhưng đây là một hành vi lợi dụng trắng trợn. Chính sách của trả hàng của Costco. Costco có chính sách bảo đảm sự hài lòng 100%, nổi tiếng là hào phóng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ mặt hàng nào cũng có thể được trả lại bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì để được hoàn lại tiền đầy đủ. Ngoại trừ một số hàng như vàng, thuốc lá, bia rượu và gần đây nhất là gạo, vì một số người gốc Á đã trả lại quá nhiều. Một ngoại lệ nữa là đối với các mặt hàng điện tử có thời hạn trả lại là 90 ngày. Tuy nhiên, các cộng sự tại quầy hoàn trả được phép sử dụng theo ý mình nếu họ tin rằng ai đó đang lạm dụng chính sách. Bí ẩn, một cánh cửa dẫn đến địa ngục ở Mỹ, một đi không trở lại. Thị trấn Stone nằm ở hạt Douglas, tiểu bang Kansas của Mỹ, được cho là nơi tồn tại của một cánh cửa dẫn đến địa ngục. Điều này xuất phát từ việc nơi đây đã xảy ra một số sự việc kỳ bí và khó lý giải. Nằm ở hạt Douglas, tiểu bang Kansas của Mỹ, thị trấn Stone trở thành một trong những địa điểm hot vào dịp Halloween mỗi năm. Nguyên do là bởi nơi đây được cho là đã tồn tại một cánh cửa dẫn đến địa ngục. Theo những truyền thuyết, giai thoại được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ, cánh cửa dẫn đến địa ngục nằm trong khuôn viên của nghĩa trang Stone của thị trấn cùng tên. Người dân địa phương tin rằng có tồn tại một lối đi bí mật dẫn thẳng tới địa ngục dưới lòng đất. Lối đi này chỉ mở ra vào dịp Halloween hàng năm. Mọi người còn truyền tai nhau câu chuyện kể, nếu người nào mạo hiểm tiến bước vào lối đi bí mật để tới chốn địa ngục ở nghĩa trang Stone thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Liên quan đến thị trấn Stone là một giai thoại kể rằng vùng đất này ban đầu có tên là Skull. Về sau thì giới chức trách quyết định đổi tên thị trấn thành Stone để che giấu những chuyện kỳ bí, rùng rợn, khó giải liên quan đến ma thuật, hắc ám hoặc là phù thủy hoặc là ma quỷ.
Ngược dòng lịch sử thì nhiều người không khỏi giật mình khi biết quá khứ của thị trấn Stone. Nơi đây từng xảy ra nhiều sự kiện rùng rợn, trong số này có thảm kịch kinh hoàng xảy ra vào đầu những năm 1900. Khi ấy, một người cha không biết vì lý do gì mà châm lửa đốt cả trang trại. Sau khi lửa tắt thì người cha đau khổ tột cùng khi tìm thấy thi thể của con trai bị cháy đen. Một vài năm sau thì một người đàn ông sống ở thị trấn Stone mất tích bí ẩn. Người dân đã tổ chức cuộc tìm kiếm và về sau phát hiện người này treo cổ chết trên một cái cây. Điều trùng hợp khó tin là hai sự việc trên đều xảy ra gần một con đường được gọi là con đường của quỷ dữ. Con đường này xuất hiện trên một tấm bản đồ cũ của thị trấn Stone. Điều này càng khiến một số người tin rằng nơi đây đã thực sự tồn tại cánh cửa dẫn đến địa ngục, cũng như các sự việc bí ẩn có liên quan đến ma quỷ. Vì sao Mỹ đã chật vật với lạm phát hơn là châu Âu? Một số nhà kinh tế học cho rằng thực sự không có nhiều chênh lệch giữa tỷ lệ lạm phát của Mỹ và châu Âu, mà vấn đề nằm ở các thước đo của Mỹ. Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu. Theo thước đo ưa thích của FED, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân là PCE, lạm phát tính theo năm của Mỹ đã đạt 2,7% vào tháng 3, tăng tốc so với mức 2,5% của tháng 2, trong khi mục tiêu của FED là duy trì lạm phát ở mức 2% trong dài hạn. Một thước đo lạm phát khác của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI, cũng cho thấy xu hướng đi lên tương tự. Tháng 3, CPI tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức 3,2% của tháng 2. Trong khi đó, lạm phát giá tiêu dùng tính theo năm của 20 quốc gia sử dụng đồng euro đã giảm dần kể từ đầu năm xuống 2,4% vào tháng 3. Dựa trên dự đoán của thị trường, ECB có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6, 3 tháng trước thời điểm mà FED được dự đoán sẽ có động thái tương tự. Thậm chí còn có dấu hiệu cho thấy FED có thể tăng lãi suất, điều mà cho đến gần đây vẫn được xem là khó tin. Trước đó trong tháng này thì bà Michelle Bowman, một thống đốc của FED, cho biết bà sẽ ủng hộ tăng lãi suất nếu tiến trình kiềm chế lạm phát chững lại hoặc là thậm chí là đảo ngược. Vậy tại sao Mỹ lại có vẻ như gặp khó khăn với lạm phát nhiều hơn châu Âu? Có một sự khác biệt trong thước đo lạm phát. Một số nhà kinh tế học cho rằng thực sự không có nhiều chênh lệch giữa tỷ lệ lạm phát của Mỹ và châu Âu, mà vấn đề nằm ở chỗ các thước đo của Mỹ. Khác với thước đo ưa thích của ECB, cả PCE và CPI đều bao gồm chi phí nhà ở của những người sống ở chính những căn nhà mà mình sở hữu. Thành tố này là thước đo số tiền một người có thể kiếm được từ việc cho thuê nhà của mình, và do đó người đó sẽ mất số tiền này nếu họ ở tại ngôi nhà đó. Thành tố này nhằm mục đích theo dõi lạm phát trên thị trường bất động sản, đồng thời tính đến thực tế là hầu hết người Mỹ sở hữu nhà riêng. Nhưng ông Paul Donovan, nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài chính UBS Global Wealth Management, cho biết trên thực tế, mọi người thực sự không cảm nhận được những chi phí nhà ở mang tính giả thuyết này. Trọng số được gắn cho chi phí nhà ở của những đối tượng trên trong chỉ số CPI lớn hơn nhiều so với chỉ số PCE trừ 32% so với 13%. Theo công ty tư vấn Capital Economics, nhưng cả hai trọng số này vẫn lớn hơn nhiều so với mức là 0% dành cho các chi phí này trong thước đo giá tiêu dùng chính của khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro. Theo ông Simon McAdam, phó chuyên gia kinh tế trường toàn cầu tại Capital Economics, sự khác biệt giữa hai bờ Đại Tây Dương này đã phóng đại những chênh lệch gần đây giữa lạm phát của Mỹ và Eurozone. Khi sử dụng một thước đo khác loại bỏ những chi phí nhà ở giả thuyết đó cùng với các điều chỉnh khác, thì ông McAdam nhận thấy tỷ lệ lạm phát cốt lõi không tính giá năng lượng và thực phẩm ở Mỹ và châu Âu đã rất tương đồng trong 6 tháng qua,
Chính vì thế mà ông nhận định Mỹ không gặp vấn đề cơ bản về áp lực giá quá mức trên diện rộng, trái với một số phân tích gần đây. Sự chênh lệch về tăng trưởng kinh tế. Vậy nếu về cơ bản mức độ lạm phát ở hai bờ Đại Tây Dương là tương đồng, thì tại sao các ngân hàng trung ương ở hai bên lại có kế hoạch cắt giảm lãi suất vào những thời điểm khác nhau? Theo ông Mark Adam thì câu trả lời đơn giản là các ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ dựa trên diễn biến của thước đo lạm phát mà họ nhắm đến, chứ không phải các thước đo đã được điều chỉnh hoặc hài hòa hóa. Tuy nhiên vấn đề còn phức tạp hơn thế. Ông Carsten Bresky, Giám đốc Toàn cầu về nghiên cứu vĩ mô tại ngân hàng AING cho biết, giữa hai bờ Đại Tây Dương có sự khác biệt lớn hơn về tăng trưởng kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, trong khi đó kinh tế của Eurozone được dự đoán chỉ tăng trưởng qua 0,8%. Các công ty Mỹ đã đang tuyển dụng với tốc độ cao kỷ lục, với 303.000 việc làm mới trong tháng 3. Chính phủ Mỹ cũng chi tiêu nhiều hơn nhiều so với chính phủ các nước châu Âu trong những năm gần đây để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Điều này giúp duy trì nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ đặc biệt mạnh mẽ. Khu vực cầu Francis Scott Key đã bị sập ở Baltimore, được cho mở lại để tàu thuyền có thể lưu thông có giới hạn. Tổng cộng có 4 con kênh tạm thời được cho mở ra sau vụ sập cầu Francis Scott Key Bridge chỉ hơn 1 tháng trước đây. 4 con kênh được cho là thông thương là nhờ giới chức trách đã cho vớt hơn 1.300 tấn thép ra khỏi địa điểm này, theo CBS News đưa tin. Vào hôm Chủ nhật 28 tháng 4, các du thuyền bắt đầu đi qua khu vực đã dọn dẹp của cầu Key Bridge bị sập theo giờ giấc quy định. Ông Larry Lewis dành khoảng 20 năm để lái tàu thuyền. Ông cho biết được dịp đi qua địa điểm bị sập là rất quan trọng với những người lái du thuyền, chứ đừng nói đến các công ty cho thuê tàu. Chúng tôi có những người lái tàu thuyền và chủ nhân của tàu bị mắc kẹt ở phía bên kia cây cầu, và một số người thì cần qua phía bên này để cho bảo trì tàu thuyền cùng nhiều công việc khác nữa, ông Lewis nói. Giao thông tạm thời qua các con kênh này chỉ hoàn toàn là đường một chiều, với các chuyến đi ra từ 3 giờ 30 phút tới 4 giờ 30 phút chiều và đi vào từ 4 giờ 30 tới 5 giờ 30 phút chiều mỗi ngày. Sẽ có nhiều người ở quanh khu vực đó để hướng dẫn và giữ an toàn cho tàu thuyền lưu thông trong trật tự, ông Lewis giải thích thêm. Việc khai thông các con kênh này đã diễn ra sau đợt lớn nhất trong số 4 đợt mở cửa gần đây vào hôm thứ Năm vừa qua, giúp cho việc vận hành lại 15% các hoạt động thương mại tại hải cảng Baltimore trước khi cây cầu này bị sập. Việc lưu thông một phần sẽ cho phép các thương thuyền lớn bị mắc kẹt được rời đi, đồng thời cho phép tàu thuyền khác được đi vào, trong đó có cả tàu bè chở container, xe cộ và máy móc nông nghiệp. Tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ là ông Bartek Smoke cho biết mục tiêu nhằm tái lập lại hoàn toàn các hoạt động của cảng vào cuối tháng 5 tới đây vẫn có khả dĩ. Ngoài ra, một buổi tưởng niệm sẽ được tổ chức vào trưa Chủ nhật tại công viên Middle Branch Park để vinh danh 6 người công nhân giao thông bị thiệt mạng trong vụ sập cây cầu này. Buổi tưởng niệm sẽ có các viên chức dân cử, liên đoàn lao động và các vị đứng đầu cộng đồng khác cùng hiện diện. 3 thói quen buổi sáng giúp cho nữ giới loại bỏ độc tố, đánh tan mỡ thừa và làm chậm lão hóa. Sau một đêm ngủ dài thì buổi sáng khi thức dậy là lúc cơ thể ở trong trạng thái giống như khởi động lại, nhất là các cơ quan tiêu hóa. Đồng thời, nhiều cơ quan đã được nghỉ ngơi và tự phục hồi thông qua giấc ngủ. Buổi sáng cũng là lúc không khí trong lành, cơ thể thả lỏng và chưa bị tác động bởi thực phẩm hay các yếu tố ở bên ngoài. Chính vì vậy, buổi sáng ngay sau khi thức dậy được xem là thời điểm vàng để thải độc, giảm cân, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, nhất là nếu chị em phụ nữ chăm chỉ làm 3 việc nhỏ sau đây. Thứ nhất là dậy sớm và thực hiện bài tập thở. Dậy sớm hơn là cách đơn giản, hiệu quả cho việc thải độc cơ thể và cải thiện sức khỏe của bạn. Theo y học cổ truyền, phương pháp Ayurveda của y học Ấn Độ
Tốt nhất là nên dậy trong khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng để cơ thể tự đào thải độc tố, tăng cường miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên làm được điều này thì bạn cần phải đi ngủ sớm để ngủ đủ giấc khi dậy sớm. Còn các chuyên gia Nhật Bản thì cho rằng nên dậy trước 7 giờ sáng là đủ để bắt đầu ngày mới khỏe mạnh, thải độc và giảm cân. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn cần làm thêm một việc sau khi dậy sớm, đó là thực hiện bài tập thở. Thay vì bật dậy quá nhanh khỏi giường thì bạn nên nằm ở trên giường thư giãn từ 3 đến 5 phút. Sau đó có thể tập giãn cơ nhẹ nhàng rồi tập thở hoặc là thực hiện bài tập thở ngay lập tức. Rất là đơn giản, chỉ cần tập hít thở sâu trên 2 giây và thở ra chậm trên 4 giây. Trong đó cần nín thở ở khoảng giữa trong ít nhất là 3 giây. Bạn có thể ngồi ngay trên giường, đứng trong phòng hoặc tuyệt vời hơn là mở cửa sổ hứng nắng để tập bài tập này lặp lại liên tục trong từ 3 đến 5 phút. Nó giúp cho cơ thể lập tức tràn đầy năng lượng, thúc đẩy trao đổi chất, đặc biệt là thải độc cho hệ thống hô hấp rất hiệu quả. Ngoài ra còn có tác dụng giảm cân, dọn rác trong não bộ và tốt cho tim mạch và dạ dày. Thứ hai là chú trọng đến việc làm sạch lưỡi. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của đánh răng vào buổi sáng, nhưng có một việc quan trọng trong quá trình đánh răng là chải lưỡi thì lại dễ bị bỏ qua. Theo các chuyên gia thì chải lưỡi cần được thực hiện trong tất cả các lần đánh răng, nhưng chải lưỡi vào buổi sáng có tác động lớn tới quá trình thải độc của cơ thể. Mỗi đêm khi chúng ta đi ngủ thì cơ thể sẽ làm việc hết công suất để thải được nhiều độc tố càng tốt ra khỏi hệ thống, và lưỡi chính là nơi tích tụ nhiều cặn bẩn thấy được rõ ràng nhất. Như vậy thì cặn bã, chất độc từ thức ăn bạn ăn ngày hôm trước chưa được tiêu hóa hoàn toàn sẽ xuất hiện dưới dạng một lớp phủ trên lưỡi của bạn vào mỗi sáng. Vì vậy, điều quan trọng là loại bỏ chúng bằng cách là làm sạch lưỡi trước khi chúng quay trở lại cơ thể của bạn. Tốt nhất là nên làm trước khi ăn sáng và dạ dày còn rỗng. Trong phương pháp Ayurveda, làm sạch lưỡi khi bụng đói mỗi sáng không chỉ loại bỏ độc tố, bảo vệ tiêu hóa mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích thích vị giác, làm chậm lão hóa nhờ hạn chế vi khuẩn và bệnh viêm nhiễm. Hệ tiêu hóa khỏe cũng giúp ích rất nhiều cho hiệu quả giảm cân và giúp bạn bắt đầu một ngày mới khỏe mạnh và hào hứng hơn. Thứ ba là uống một ly nước ấm. Loại đồ uống đơn giản và tiết kiệm nhất bạn nên uống vào buổi sáng sau khi thức dậy chính là một ly nước lọc ấm. Uống nước lọc ấm khi bụng đói vào buổi sáng sớm, ngay sau khi thức dậy, không chỉ giúp bù nước sau đêm ngủ dài, giảm cân mà còn thúc đẩy tiêu hóa, trị táo bón và tốt cho tim mạch. Chưa kể nước lọc ấm uống vào lúc này còn giúp tăng cường thải độc, nhất là với gan, thận, dạ dày. Uống một ly nước ấm vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy, lúc dạ dày vẫn còn trống rỗng, sẽ giúp điều hòa chức năng chuyển hóa trong đường tiêu hóa. Hệ thống đường ruột sẽ di chuyển các cặn bã ra bên ngoài, giúp cơ thể được thanh lọc, làm sạch hệ tiêu hóa. Tương tự, tăng bài tiết nước tiểu và mồ hôi, giúp cho gan, thận được thanh lọc tốt hơn. Nó cũng giúp dưỡng da từ bên trong, làm chậm lão hóa. Đương nhiên bạn cũng có thể uống nước ở nhiệt độ phòng, nhưng hiệu quả của nó sẽ không cao bằng nước ấm. Nhưng lưu ý chỉ nên uống nước ấm vừa và không bao giờ uống nước vượt 60 độ C. Cũng không nên uống quá 500ml và uống từ từ từng ngụm nhỏ. Ngoài ra tập thể dục nhẹ nhàng, ăn sáng sớm và lành mạnh, đi vệ sinh đều đặn, xoa bóp cơ thể, thiền cũng là những cách hiệu quả để thải độc, giảm cân, làm chậm lão hóa, bạn có thể làm vào buổi sáng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Nếu quý vị chưa subscribe thì mong quý vị nhấn nút subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra video mới. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video kỳ tới.